Làm về thẩm mỹ, quay chụp nhiều, đang tính mua 14 Pro Max 512GB, đập hộp thì có nên không anh? Với câu hỏi này của em thì anh nói thật là không nên. Tại vì sao? Thời điểm hiện tại nếu như mua 14 Pro Max 512GB đập hộp thì giá của nó không hề rẻ. Một box sim chiếc này ít nhất chúng ta phải bỏ ra 34 đến 35 củ. Mình có một kèo khác tiết kiệm hơn dành cho các bạn, đó là những chiếc 14 Pro Max 512GB hàng New Trần. Phiên bản này nó là bản có khay sim vật lý giống với bản Vienna. Điều quan trọng nhất là tiết kiệm cho em đâu đó loanh quanh gần 10 triệu luôn. Đây là đều là những chiếc máy mới chưa sử dụng, số lần sạc pin chỉ từ 0 đến 1 lần và đương nhiên là pin 100%. Về ngoại hình của những chiếc máy hàng New Trần này thì em cứ yên tâm, nó là mới 100%, không khác gì chúng ta bóc siêu cả. Khác biệt duy nhất của hàng New Trần này với hàng New Sim, thứ nhất đó là chúng ta sẽ không được cảm giác tự tay bóc hộp, thứ hai nữa là không có phụ kiện đi kèm, nhưng đổi lại tiết kiệm loanh quanh cho em gần 10 triệu. Thứ ba nữa là với những chiếc máy hàng New Trần như thế này thì thường nó sẽ hết bảo hành chính hãng. Tuy nhiên thì bên mình vẫn bảo hành cho anh em một đổi một luôn, cam kết máy zin nguyên bản, không zin tặng hai máy. Đồ Apple chất.